Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thành ủy Hà Nội đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là cấp ủy đầu tiên trong cả nước thí điểm lấy phiếu tín nhiệm với các cán bộ lãnh đạo quản lý theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Kết quả đánh giá lấy phiếu tín nhiệm sẽ là kênh thông tin quan trọng cùng với những nguồn thông tin khác để đánh giá cán bộ một cách khách quan và chính xác. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, bao gồm Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, việc nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên định kỳ hàng năm hoặc vào cuối mỗi nhiệm kỳ 5 năm, bên cạnh những mặt tích cực vẫn có tiêu chí không phù hợp với thực tiễn, chưa sát với từng người, từng chức danh lãnh đạo. Do đó, việc đánh giá nhiều khi còn mang tính hình thức nên kết quả đánh giá cán bộ đảng viên còn hạn chế. Vì thế mà việc đánh giá cán bộ theo cách thức lần này cũng cụ thể hơn, trong đó tập trung vào hai tiêu chí cơ bản nhất có tác động qua lại tạo nên uy tín của người cán bộ. Đó là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cá nhân cán bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và tinh thần. Còn rất là nhiều cái tiêu chí cần phải đưa ra để cho mỗi người suy nghĩ rồi đánh giá của đồng chí khác. Thì tương chung lại nó có hai cái tiêu chí quan trọng nhất là như vậy. Thứ nhất là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Mà cái năng lực này nó được thể hiện vào cái kết quả thực hiện cái nhiệm vụ đang được giao. Là trưởng ban, là phó bí thư phụ trách lĩnh vực, là phó bí thư thường trực, là phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân, là phó bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân và các đồng chí ủy viên thường vụ là trưởng các ban, vân vân. Thế là cái năng lực bao gồm chỉ đạo điều hành gắn với cái kết quả hoàn thành nhiệm vụ trên cái từng lĩnh vực, từng mảng. Và cái thứ hai là phẩm chất tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cá nhân hàng ngày chúng ta có thể là biết trực tiếp, có thể là nghe dư luận, có thể là qua rất là nhiều cái kênh thông tin và qua cái kết quả làm việc nói chung có thể đánh giá được về những đồng chí đó. Thì và thông qua bỏ phiếu kín, phương thức đánh giá cán bộ sẽ bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch hơn. Người tham gia đánh giá không ngại va chạm, mất lòng, tránh được tình trạng nể nang suy chiều. Đồng thời cũng không sợ bị chú ý ý kiến. Rồi chúng ta bỏ phiếu kín, mỗi người có cái lá phiếu giống nhau. Do đó việc đánh giá sẽ thực chất hơn, khách quan hơn. Với ba mức độ tín nhiệm để đánh giá bao gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Ngay trong chiều nay, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố nội bộ trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Do Thành ủy Hà Nội mới thực hiện thí điểm đầu tiên trong cả nước, do vậy kết quả này chưa được công bố công khai mà chỉ được báo cáo lên cấp trên theo quy định. Sau khi tiến hành thí điểm, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với giám đốc, phó giám đốc của 7 trên 25 sở ngành của thành phố. Sau đó sẽ hoàn thiện quy trình mở rộng đối tượng lấy phiếu tín nhiệm để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn thành phố. Các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu sẽ được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm khi nghị quyết của Quốc hội về việc này có hiệu lực. Quy chế làm việc.